Hello hello anh em, hè tới rồi anh em ơi. Shop daycan.vn có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ. Khi anh em nạp thẻ vào sẽ nhận được lượt quay miễn phí nha. Anh em tha hồ mà mua nick về chiến và quay các con quay kim cương cực kỳ hấp dẫn nha. Link shop mình có để dưới phần mô tả và phần comment nha anh em. Ok, xin chào những anh em đến với kênh của mình. Mình là WC Daycan anh em ơi. Quay lại những trận solo squad siêu kinh điển của mình nha. Chúc anh em ngày mới tốt lành và buổi chiều mát mẻ, có nhiều sức khỏe và không có ghẻ anh em ơi. Ok, làm theo yêu cầu của bạn này. Anh cầm 40 thần bài đi anh Khang ơi. Ok anh em, làm theo yêu cầu của bạn này thôi. Úi dồi, anh đi cầm Sabat nè bạn ơi. Úi dồi, mình cầm Sabat bắn luôn, khỏi cần cầm 1.5 anh em à. Đây góc hẹp á, cầm Sabat nên bắn sẽ ok hơn. Sập 2-3 phát là chết anh em à. Úi dồi, lút đồ nè. Ok, mình lượm được cây khẩu mà 40 thần bài nha anh em ơi. Cây khẩu này nó tăng 2 độ sát thương, 2 bậc sát thương. Cứ nổ gì đây, anh đi bắn ở dưới lên nha mà. Ui dồi, qua một thằng đó nè. Ra đây bắn. Đúng rồi, đang chạy đâu. Chạy nè. Này bắn qua săn mình đó bạn. Ui dồi, vui rõ. Ui dồi, khẩu này bắn hơi bị lệch đạn anh em à. Đây khẩu này tăng 2 sát thương, 1 tốc bắn, giảm độ chính xác nha anh em. Đấy, khẩu này giảm được chính xác cho nên nó không có được ưa chuộng nhiều lắm. Nó không ưa chuộng như khẩu mua bích vàng và khẩu bích vàng với khẩu khẩu người ta. Khẩu M40 gắn mối anh em. Người ta thường kêu gắn mối nhưng mà khẩu gì anh em à. Khẩu M40 nâng cấp anh em, mình cũng quên tên này. Kệ đi. Ok, anh em cũng biết khẩu M40 nâng cấp rồi, được rồi. Mấy khẩu kia thì khẩu bích vàng thì nó giảm độ tầm xa, còn khẩu 40 nâng cấp thì nó giảm tốc độ hay đạn anh em à. Ừ, giảm tốc độ hay đạn. Còn khẩu này giảm độ chính xác, kéo tầm hơi khó. Ê, trên nhà của người nè, cũng được kéo đầu nãy anh em thấy không, cũng khá dễ chứ không khó, nhưng mà vẫn bị lạc đạn. Ôi mẹ, thì sụp mình tí chết em ơi. Phải đạn nữa chứ, cầm sạc cân 1-4 khẩu vàng rộng anh em. Trời ơi, sụp đau với đạn ra. Bãi sụp mình chắc có 2 phát rưỡi hay 3 phát vậy. Mình còn 1 máu thôi, mình có vô ta mình mới hồi lại 5 mấy máu anh em à. Thanh niên này vô đây làm gì bạn ơi, vô đây làm gì bạn ơi. Thì kỹ năng tiểu liên của mình thì cũng ok nha bạn. Mình ít bắn tiểu liên nhưng mà mình vẫn ok, bắn hướng dẫn cho anh em cách bắn tiểu liên vẫn ok, vẫn đẳng cấp anh em. Cứu chỗ đi, chạy túc túc các bạn ơi, xuống đây mà chơi nè. Phá em nút rồi, yếu anh em ơi, rồi phi xe luôn. Trời ơi, bệnh gì mà sợ bạn, lên luôn rồi bạn. Úi dồi, bắn xe nữa. Trời ơi, đâu ra cái bắn xe vậy bạn. Lên đây luôn em ơi. Cầm cái này hơi kéo tầm hơi khó nha. Đạn hơi bị lạc anh em ạ. Úi dồi, hít sọt luôn này à. Hơi khó mà không khó mới đi khang đâu anh em. Thì bắn MB mua bắn tiểu liên á thì anh em chỉ cần lấy cái gốc về coi con phải uống dụ mẹ đầu đây. Gì đây? Bắn đầu ba. Thì khẩu này anh em bắn tiểu liên á, anh em phải ke gốc. Anh em lấy tầm bên xa một tí, anh em đừng đứng gần địch quá, địch cầm sừng gân sụp, anh em cầm tiểu liên anh em bắn không lại đâu anh em à. Ê, cứu này thì cứu. Trời ơi, anh đi không có keo mà đứng cứu, mình tông bay sát luôn em. Thì cầm tiểu liên anh em nên đi từ từ anh em, giữ kéo tâm khởi đầu chứ còn gì nữa. Chứ đi ám sát gần sợ bắn góc hẹp mình cầm MB tiểu liên, úi rồi luôn anh em à, bị sừng gân sụp chết đấy. Ok, mình thì bắn mình thích góc hẹp nên mình cầm sừng gân mình bắn nhiều lắm. Trời ơi, cái đạn còn đầu này thôi, mới có một vạch thôi đấy. Mình không nâng ba vạch luôn em, nâng chi bắn bắn ghê quá, địch chị không nói anh em à. Ok, gạt luôn, tâm luôn nè, tâm bay mông nè, cậu ba à, bạn. Úi trời, gì gớm vậy? Trong học anh em, dưới có người luôn, mình đặt keo cái nè. Bơm máu vô nè anh em ơi. Rồi, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu nè. Úi trời, anh em biết tầm xa quá, mình không bắn một bê anh em. Cậu này bị giảm độ chính xác anh em à. Bắn tầm đó thì không bao giờ kéo tâm hết sọt được nhiều anh em ơi. Trời ơi, mấy anh này ẩu thế. Cầm MB bắn tầm hơi xa, khẩu này bị giảm độ chính xác nữa. Cho nên bắn hơi kéo tâm hơi khó. Bắn mình nghĩ chắc còn giáp không chứ, đây Khang ông chùm phá giáp mà. Nhưng mà bắn cũng có màu đầu chứ không phải phá giáp không đâu anh em. Ê, trước mặt cũng có người nè. Chạy ra mọi người, úi ôi, full đỏ, cái gì đây, tin nhắn Vinabon nữa trời ơi. Đang chơi mà những tin này Vinabon quan tâm thế nhờ. Ok, vô anh em ơi. Mình đang gần 2 gạch rồi nha. Mình giờ cái máy bán hàng mồi bo mình không ra, mình đang gần gạch thứ 3 anh em ơi. Vô rồi. Úi trời ơi. Bây giờ mình má cầm khẩu này 40 thằng bài cũng khá đẹp chứ không đẹp lắm nha anh em.
mình nhìn giống như cái cây súng dở hơi mình nói không ấy, chứ khẩu này nhìn nó xấu nha, mà không đẹp bằng khẩu chuồng khẩu gì ta, khẩu chuồng lam á, khẩu mồ 40 bích vàng anh em, không đẹp bằng khẩu bích vàng với khẩu cái coi mồ 40 thằng lằn anh em, mà cứu đồ chạy đâu má, ra đạn toàn giáp không, cái này xong rồi đặt keo anh em ơi, quả keo này anh em coi có chưa, thấy mình cũng thấy khá là đẹp anh em ạ. Hôm nay đi Khang cầm sừng, cầm 47 đá thế này thôi, khẩu này khá là mắc anh em. Khẩu này nó cũng bằng giá với khẩu bích vàng với khẩu còn bằng giá khẩu bích vàng anh em ạ. À chạy đâu, hình như chạy đâu rồi, chạy đâu rồi, núp ba bạn. Úi dồi, vô qua anh em. Úi dồi, ba tới mình chạy anh em bắn à. Má, mình kêu anh em không bắn à, mình chạy cái anh em bắn mình ghê chứ. Úi dồi, bên phải có người đó. Úi dồi ôi luôn. Úi dồi ôi luôn bạn ơi. Phải căng nha, khó cho đi Khang anh em à. Không sao, tại mình còn rất là nhiều keo, mình có thể dựng từng cỏ keo mình chạy vô bo nha anh em. Bây giờ mình phải giết mấy thằng ngoài bo trước cái đã, mình mới chạy được. Bây giờ mình chạy lên xe bắn mình. Đây, đặt keo đi từ từ anh em. Bây giờ mình phải cam mấy thằng bên đây được mới được. Đây nói này, ấy làm sao? Ê, vừa rú ra nó bắn mình đau quá. Nè, nó bắn gì đau thế anh em ơi. Trời ơi, chạy lên đi bạn ơi, bạn chạy lên đi. Rồi xong bạn rồi, bạn ngoài bo là bạn chết bạn rồi. Ui trời ơi, anh em chứ bạn nào cũng kéo đâm rồi. Ui đặt keo cái đã. Thôi là ơi, này nè bạn ơi, vô bo kiểu là chết à, không vô bo kịp bo cũng chết anh em, mình không có chết bo cũng chết. Úi dồi má, mình bây giờ mình phải đắng, mình bắn, mình mới đặt một quả keo anh em, mình cần đấy. Úi dồi, chạy đâu bạn ơi, lên luôn bây giờ mình đẩy luôn em, bệnh nhưng mà sợ anh em à. Úi dồi, 15 kill trong tay đây Khang rồi, bây giờ Khang phải lập được 20 kill mới có clip đẹp hay cho anh em xem. Đặt keo không kịp rồi bạn ơi, bắn ra đạn phun đỏ thế này sao mà kịp đây. Trời ơi, gạt luôn anh em à. Trời ơi, chồng mai hả? Úi trời ơi. Ê, dưới cái người nè. Ê, Skyler nó, ui, mình thấy nha bạn. Trời, Skyler nè. Lên xe chạy chút. Trời ơi, anh em vẫn cố gắng chạy xe, mình bắn vô đầu 150 máu nè. Trời ơi, anh em này xong với mình rồi, lũ đạn rồi, né đi. Né bạn ơi, úi trời. Ok, úi trời, 40 máu nè. Ra đây rồi, anh em đúng yếu nè mà. Đúng yếu luôn ấy. Trời ơi, một quả chó nè. Trời ơi, không chết kìa. Trời ơi, anh đi bắn một viên nữa chết luôn anh em ơi. Xuống luôn nè. Bắn một viên nữa. Úi dồi, trâu đấy. Úi dồi, anh đi này. Úi dồi, giáp trâu cho anh em. Rồi ôi, anh đi này 500 máu sao mà. Ok nè, shop mình đang có nhân 2, x2 là thẻ. Anh em có nhu cầu quay kim cương, mua nick VIP 100k, giảm giá cực hot luôn anh em ơi. Tại trên shop dkhang.vn. Anh em vào mua, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất anh em ơi. Đâu phải bánh mì, ngày nào cũng có anh em ơi. Úi dồi ơi, vào shop Đê Khang nhanh vào nào, nạp vào mua nít quay kim cương. Ok anh em, khuyến mãi có hạn đấy anh em ơi. Ok, tiếp tục thôi, bây còn hai bạn nha, bây mình sẽ lấy 20 kill cho anh em luôn. Bình nhưng mà sợ, mình là chuyên gia ông chùm solo sao quá trên 20 kill anh em. Ôi trời, bắn nhau rồi, để mình bắn ké với bạn, để mình bắn ké với bạn ơi. Chạy đâu, úi rồi, mở đầu luôn, đặt keo quá nhanh luôn anh em ơi. Còn một bạn trước mặt mình nè. Bây giờ mình không gấp nha, cứ kệ anh em, bà bắn từ từ rồi, đấy, cứ từ từ, không gấp, không vội, bây giờ chỉ còn một bạn thôi, không vội, đừng sợ gì hết. À, anh đi mới đáp dù xuống, lụm được phóng lụi với Adam nha, chạy, cứu được bắn gì vậy, mình bắn không vô đầu luôn đấy mà, anh nhiên đẩy thẳng xuống mà mình đi Khang bắn không vô đầu luôn. Ê, cha, ê, lũ đạn nữa, úi trời, lũ đạn đi, rồi mình đứng đây nè, cho anh nhiên chọi luôn, đấy. Làm gì tới bạn ơi, trời ơi, đứng đi cho bạn chọi luôn. Úi dù, cần chọi nó đi, tiếp đi bạn. Đặt quả keo đó, để cho bạn quả chó nhẹ xương xương thôi, hai mấy máu thôi, cho bạn mấy quả lựu đạn nè, một quả nè, đùng với nó, trời ơi, 100 máu đó mà. Rồi, bật cô nô nè, ra vụ bắn nè, yếu luôn, nhảy xuống đây bắn vài viên nó chết. Úi dồi, khoan, lặn màn hình nè mà. Rồi xong, chết rồi, bo thu chạy ra, mình sẽ kéo tâm bể đầu luôn. Ok anh em, video đến đây kết thúc, anh em xem video nhớ like đăng ký kênh hộ cho Đê Khang nha. Đừng quên vào shop Đê Khang, tham khảo shop Đê Khang, vào mua các nick xịn sò và quay kim cương đặc kỳ hấp dẫn nha anh em ơi. Ok, chúc anh em ngày mới tốt lành. Bye bye anh em nha.